Sau khi trộn xong nguyên liệu, chúng ta sẽ xúc một thìa nhân đặt vào giữa chiếc bánh trắng rồi gói lại. Nhớ gói cả hai bên mép để khi rán, nhân bánh sẽ không bị lòi ra ngoài. Hướng dẫn viên vừa chia sẻ vừa chậm rãi thao tác để nhóm du khách người Đức chăm chú nhìn theo. Ngồi quan sát tỉ mỉ, anh Flo, một du khách bắt đầu thao tác gói bánh. Với từng động tác tỉ mỉ và cẩn thận, anh gói được những chiếc nem nhỏ xinh mà thoạt nhìn không ai nghĩ đây là lần đầu vị khách này thử tay nghề. Dường như việc gói nem không làm khó được vị khách nước ngoài. Ở một khu vực khác, anh Vicky đang một tay cầm đũa, tay kia nắm chặt cán chảo để rán mẻ nem đầu tiên. Nữ hướng dẫn viên người Việt cũng chăm chú hướng dẫn vị khách cách căn chỉnh lửa sao cho nem vẫn chín đều bên trong và giòn rụm bên ngoài chứ không bị cháy khét. Hướng dẫn viên nhắc tôi nếu thấy một mặt đã chín vàng phải đảo sang mặt còn lại. Nhưng tôi chưa thạo việc cầm đũa lắm nên còn hơi lúng túng. Nếu mạnh tay có thể làm rách lớp vỏ ngoài của chiếc nem, nhìn sẽ mất ngon, anh Vicky nói. Giữa không gian núi non hùng vĩ, được tự tay học cách làm một món ăn mới rồi thưởng thức là trải nghiệm rất mới lạ đối với cặp gia đình đến từ Australia và Manchester, Anh. Tôi từng được ăn món nem rán ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết món ăn này được chế biến cầu kỳ thế nào. Mọi thứ không dễ dàng, nhưng được học một điều gì mới lạ cũng thú vị, chị Lucy Handoy nói. Theo tìm hiểu, nơi cung cấp dịch vụ này nằm trong điểm tham quan hút khách thuộc Hoa Lư, Ninh Bình. Đường di chuyển tới đây khá dễ tìm, du khách nếu đi đường từ bến đỏ Tam Cốc, rẽ vào bến đỏ Tung Nham là tới. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, anh Nguyễn Đình Hưng cho biết, gần như 100% ngày nào nơi này cũng có đoàn khách nước ngoài tới trải nghiệm với số lượng tùy theo từng thời điểm. Khách mua vé ngoài cửa với giá 75.000 đồng, được trải nghiệm miễn phí tắm thác, cho vịt ăn, cho trâu ăn và có kèm một món đồ uống. Ngoài ra, điểm đến này còn có tour học nấu ăn các món truyền thống của người địa phương với giá 20 đô la Mỹ, khách hơn 500.000 đồng. Đây là tour kéo dài khoảng 2 tiếng, trong đó, du khách sẽ mặc những bộ quần áo bà ba truyền thống, học cách gói nem rán, làm bánh cuốn, gói chả xương sông lá lốt. Mỗi khóa học cấp tốc chỉ nhận tối đa 10 khách bởi nếu số lượng quá đông, các học viên sẽ khó lòng được hướng dẫn cẩn thận. Anh Hưng cho biết có một gia đình người địa phương ở lại đây và là người đồng hành, hướng dẫn các khách nước ngoài nấu nướng. Đây là một trong những trải nghiệm được nhiều khách thích nhất. Với trải nghiệm học nấu ăn đa phần đều là khách châu Âu lựa chọn. Họ được học cách làm các món ăn quen thuộc của người Việt giữa không gian trong lành xanh mát của thiên nhiên nên đa phần đều có cảm nhận hài lòng. Từ tháng 11 tới tháng 3 sang năm là mùa cao điểm của khách châu Âu và khách Mỹ nên thời điểm này chúng tôi bắt đầu bận rộn để đón khách, anh Hưng nói. Được biết, sau khi làm xong các món, khách tiếp tục được hướng dẫn cách chế biến, xào nấu rồi cùng nhau thưởng thức thành quả. Ninh Bình đang thu hút du khách nước ngoài bằng trải nghiệm học nấu ăn các món truyền thống Việt Nam như nem rán, bánh cuốn, chả xương. Tại một điểm tham quan hút khách thuộc Hoa Lư, du khách được hướng dẫn bởi người dân địa phương trong không gian làng quê Thanh Bình, sau đó cùng nhau thưởng thức thành quả. Dịch vụ này thu hút nhiều du khách châu Âu và Mỹ, đặc biệt trong mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 3.